một ngôi nhà nằm tại khu vực phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng với giá trị là 5,5 tỷ đồng. Đây là một ngôi nhà được thiết kế một trệt, hai lầu cùng với một sân thượng và có diện tích đất là 76m² với chiều ngang là 4,5m. Xin mời các anh chị cùng xem chi tiết về công năng của ngôi nhà này nhé. Về vị trí thì ngôi nhà nằm trên mặt tiền đường Phú Lộc 1. Đây là một trục đường với lòng đường là 5,5m, lề mỗi bên là tầm khoảng 3m. Thì trong 500m đổ lại thì chúng ta sẽ sở hữu được những tiện ích như là chợ Kinh Dương Vương, trường quốc tế Skyline, trường các trường tiểu học khác, cũng như là cách bãi biển Nguyễn Thành đâu đó tầm cỡ 500m thôi. Và trong khoảng 600m hơn thì chúng ta sẽ có Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu cũng như là kết nối về thành phố theo hai cái trục đường là Nguyễn Lương Bằng và đường Nguyễn Tất Thành. Tại không gian khu vực trước nhà thì các anh chị có thể thấy là chúng ta có một cánh cửa lớn màu trắng, và phía trong thì chúng ta sẽ có một khu vực đậu đỗ xe ô tô rất lớn. Nếu mà nói về xe máy thì gọi là vô tư. Các bố cục hai bên tường thì các anh chị có thể thấy những mảng tường đều có các như công tắc nè, ổ cắm điện nè, phía bên này cũng có. Phía bên này thì chúng ta sẽ có một tủ đựng đồ quần áo và kệ giày ở dưới rồi. Mảng bên này cũng được trang trí một cái tiểu cảnh nhỏ. Vào trong thì ổ khóa, khi mà cánh cửa gỗ này sẽ là một ổ khóa thông minh, có vân tay và mật khẩu. Đây là một cánh cửa gỗ lõi thép vô cùng là chắc chắn. Tại tầng 1 thì khi mà bước vào ở tại phòng khách, phía bên tay phải của Thế Nghĩa là khu vực thang để đi lên tầng 2. Còn khu vực sofa và bàn sofa sẽ được đặt ở đây. Hệ thống ánh sáng trên trần thì có các lam gỗ, và tại phòng khách có khu vực quạt và đèn. TV cũng được bố trí ở đây và tặng cho các anh chị chủ nhà mua. Khu vực khoảng sảnh giữa sẽ là khu vực đặt tủ rượu và tủ lạnh ở đây. Đây là một tủ lạnh 655 lít hiệu Samsung, hai cánh cửa. Khu vực bếp thì các anh chị sẽ có một khu vực bếp chữ Y, có bồn rửa, có bếp nấu. Đấy, máy và các cửa kính, tủ bếp trên, tủ bếp dưới, máy hút. Đấy, ở đây có cả để mà úp chén dĩa khô. Đấy, rất hay. Bàn ăn sẽ là một bàn mặt gỗ với 6 chiếc ghế, có cả khu vực đèn thả ở khu vực bàn ăn này. Đằng sau này chưa hết, chúng ta sẽ có thêm công năng là khu vực giếng trời và vườn tiểu cảnh. Ở tầng 1 chúng ta sẽ có một nhà vệ sinh ở đây. Và nhà vệ sinh này chúng ta không có hệ tắm, nhưng chúng ta có một khu vực là cửa thoát hiểm ở đây. Đây, cửa thoát hiểm ở đây. Đây là khu vực cửa thoát hiểm và đang được sử dụng riêng cho chúng ta nữa, khi mà hai bên tường này có những cái ngăn ra, và theo Thế Nghĩa thấy thì chúng ta có thể mang đồ ra phơi ở đây được, hoặc là sử dụng cái công năng khác. Đến với không gian khu vực tầng 2, chúng ta sẽ có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Đầu tiên là phòng ngủ thứ nhất. Thì ở phòng ngủ này các anh chị sẽ có một không gian lớn theo có một cái cánh cửa sổ để mở ra khu vực giếng trời ở đây, khu vực bàn học hoặc là trang điểm. Tủ kệ được bài trí đồng bộ với lại cái phong cách thiết kế của ngôi nhà này. Đây là khu vực giường. Đấy, anh chị sẽ nhìn qua là các đầu giường đều có đèn thả, bộ cắm đầy đủ, rất là xinh xắn. Trở lại phía bên ngoài thì chúng ta sẽ có một nhà vệ sinh dùng chung được đặt ở khu vực phía bên này. Đấy, nhà vệ sinh này sẽ được dùng chung ở sảnh này. Đấy, có hệ tắm đầy đủ, bồn. Rồi, sau đó giật cấp lên 3 bậc cấp thì chúng ta sẽ có phòng ngủ master. Đối với phòng ngủ master thì phòng ngủ master được sở hữu một nhà vệ sinh riêng ở khu vực phía bên tay phải này. Đấy, nhà vệ sinh thì rộng rãi, có một cái rèm gỗ ở đây. Đấy, để ngăn nhìn ra bên ngoài, nhìn ra bên ngoài được. Rồi, tiến vào trong thì chúng ta sẽ có một khu vườn riêng của phòng ngủ master này. Xanh mát đúng không ạ? Rất là xanh mát. Đấy, ở khu vườn này thì chúng ta sẽ được ngăn bởi cánh cửa to này, hai cánh cửa to. Ui, đẹp đúng không ạ? Rất đẹp. Quá đẹp, không có gì để nói. Các anh chị cũng chỉ nhìn cùng với Thế Nghĩa để thấy được. Chúng ta có đầy đủ các mảng tường, và mời các anh chị lên tầng 3 nhé.
Đến với không gian khu vực tầng 3, chúng ta sẽ có một phòng ngủ nữa. Tổng cộng phòng ngủ của ngôi nhà này là 3 phòng ngủ. Về cơ bản thì phòng ngủ của tầng 3 sẽ gần giống với lại phòng ngủ bình thường của tầng 2. Chúng ta cũng có là đầy đủ các tủ kính, khu vực giường, khu vực giếng trời mở cửa ra để lấy ánh sáng và gió. Nhà vệ sinh sẽ được đặt bên trong này. Tiến lại khu vực đằng trước, chúng ta sẽ có thêm công năng là khu vực phòng giặt và khu vực phòng thờ. Đây là khu vực đặt máy giặt, và máy giặt được tặng luôn cho các anh chị, có sẵn các học kệ để các trang thiết bị liên quan đến máy giặt. Và có thể nơi đây chúng ta sẽ đặt khu vực giặt ở đây đấy. Và đằng trước này là khu vực phòng thờ đấy. Khu vực phòng thờ này các bố trí ổ cắm cũng rất là hợp lý. Nên ngoài thờ ra thì các anh chị nếu mà chúng ta không có cái nhu cầu về công năng thờ, có thể sử dụng được các công năng khác. Phía trước này chúng ta có một cái ban công rộng đấy, cũng là hai cái cánh cửa kính lớn đấy, có sẵn cây rất là đẹp đúng không ạ? Tôi nghĩ thấy rất là dễ thương. Ngoài hai tầng nổ vừa rồi, chúng ta sẽ có một tầng thượng được bố trí ở đây nữa. Như các anh chị thấy thì theo cái không gian cầu thang sóng ấp, chúng ta có một cái khung kính ở đây để mà mưa sẽ không rơi xuống được khu vực đó. Và ở tại khu vực tầng thượng này thì chúng ta có thể kiểm tra được các phương án kỹ thuật của ngôi nhà, cũng như ở đây thì chủ nhà cũng đã đang làm một cái khu vườn gợi ý công năng cho các anh chị. Nếu các anh chị có nhu cầu về rau của mình ăn hàng ngày thì cũng có thể sử dụng ở đây. Tổng hợp lại một số thông tin của căn nhà này có thể được nói như sau. Đây là một ngôi nhà được xây 3 tầng, có cả tầng thượng nữa, được xây trên diện tích đất là 76m² với chiều ngang là 4,5m. Thì hướng của ngôi nhà này là hướng đông bắc với mặt tiền đường là 4,5m, nằm tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Mức giá của ngôi nhà này là 5,5 tỷ. Và nếu các anh chị có nhu cầu, hãy liên hệ với Thiên Nghĩa theo số hotline được hiển thị bên dưới phần hình cũng như các phương tiện chat khác. Xin cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.